giờ thì em đã hiểu là mấy con siêu xe là không có tuổi với máy xúc Komatsu này luôn. Không phải ở cái giá trị của nó lên tới hàng trăm tỷ, mà riêng cái khoản chân dài phao câu to thì làm gì có con gì đọ được. Đây thì là cái nơi sinh ra của máy xúc Komatsu. Trong tiếng Nhật thì là Komatsu là tên của một thành phố. Để vươn tầm được thế giới đến tận bây giờ thì nó cũng phải trải qua một bề dày lịch sử, cùng với hàng trăm nghìn cuộc cải cách từ cái máy xúc thô sơ như thế này mà để đến bây giờ nó to lớn cao như cái tòa nhà 5 tầng là cái BC 8000. Nó được ví cao to như một cái tòa nhà 5 tầng cho các bác dễ hình dung, to nhất nhì thế giới đấy. Ở Việt Nam hiện nay cái Komatsu to nhất là BC 2000, thì hiện giờ thì nó đang nằm ở mỏ than Quảng Ninh. Còn nó cái này thì là BC 4000, nó cao như một cái tòa nhà 2-3 tầng luôn. Đúng là người ta quá giỏi, quá ngưỡng mộ, quá vĩ đại. Hôm trước thì em có bảo là đi ra ngoài cho biết đó biết đây, chứ ở nhà với mẹ biết ngày nào khô, thì có bác vào comment nói thế ở nhà mẹ thì mẹ không dậy à. Ôi giời ơi, ở nhà ăn no thì lười làm, mẹ dán với con chạch vào mông đi. Cái con BC 4000 này thì chỉ cần là xúc 2 thìa đất thôi là đầy một xe tải. Nhìn nó cái thìa nó thế kia cơ mà. Nhưng mà mấy bác nào mà lái được mấy cái máy này thì em cũng đến là không phục đây đâu. Các bác đúng là có sạn, đào núi vào lớp biển, sỏi đá cũng thành cơm. Xịn thật đấy các bác.